Cập nhật trưa ngày 29 tháng 11 Hàng Lâm xin kính chào quý vị, chúc quý vị buổi trưa vui vẻ. Liên quan đến các vụ tấn công, mới đây phía Ukraine đã phá hủy ra đạt đắt tiền 5 triệu đô của Nga. Nằm trong gói viện trợ vũ khí từ các nước phương Tây, Hà Lan chuyển giao 3 bệ phóng phòng không Patriot cho Ukraine. Châu Âu đang trong cuộc chiến thực sự với Nga, theo nhận định của cựu giám đốc tình báo Anh. Tin tại Trung Quốc và Mỹ, tất cả sẽ được cập nhật đến quý vị ngay sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. ZUR Ukraine phá hủy radar Botliot của Nga trị giá 5 triệu đô la ở Crimea. Tin báo quân đội Ukraine ZUR đã tấn công Nga tại bán đảo Crimea, khiến trạm radar Botliot của Nga đã bị phá hủy vào ngày 28 tháng 11. ZUR viết trên Telegram, do hoạt động thành công của ZUR thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine, tổ hợp radar Podliot của Nga đã bị phá hủy gần khu định cư Kostovsky ở phía tây Crimea đang bị tạm thời chiếm đóng. Theo thông tin từ tình báo Ukraine, radar này được đối phương sử dụng để phát hiện các mục tiêu trên không ở độ cao thấp và cực thấp trong môi trường có chướng ngại vật khó khăn. Giá trị ước tính của tổ hợp radar của Nga bị phá hủy là 5 triệu đô la. ZR cho biết thêm rằng, trạm radar Portliot đặc biệt được thiết kế để chỉ thị mục tiêu cho các hệ thống phòng không S-300 và S-400. Nối tiếp là thông tin, Hà Lan chuyển giao 3 bệ phóng tên lửa phòng không Patriot cho Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Ruben Brekoman ngày 28 tháng 11 thông báo, nước này đã chuyển giao 3 bệ phóng phòng không Patriot mới cho Ukraine. Điều này giúp cứu sống sinh mạng và bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng, việc ngăn chặn sự xâm lược của Nga vẫn nằm trong lợi ích chung của chúng ta, ông Brickman cho biết trên mạng xã hội. Kyiv đã kêu gọi các đối tác cung cấp thêm vũ khí phòng không khi Moscow tăng cường các cuộc tấn công vào các thành phố trước mùa đông. Ngày 28 tháng 11, Nga đã phóng gần 100 UAV và 90 tên lửa nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, khiến nhiều khu vực bị mất điện. Tôi biết ơn Bộ trưởng Brickman và Chính phủ Hà Lan đã tăng cường năng lực phòng không của Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rostom Umerov cho biết. Ukraine đã nhận được ít nhất 3 hệ thống Patriot từ Đức và một hệ thống từ Hoa Kỳ. Các quốc gia khác như Hà Lan và Tây Ban Nha đã chuyển giao các bệ phóng hoặc tên lửa riêng lẻ. Hồi tháng 6, Washington và Amsterdam cũng đã cam kết sẽ viện trợ thêm một hệ thống ích nữa cho Kyiv. Romania cũng đã chuyển một hệ thống vũ khí này cho Ukraine sau khi khoản viện trợ cuối cùng được chấp thuận vào đầu tháng 9. Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 27 tháng 11 cho biết rằng các cam kết chính từ hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 7 tại Washington bao gồm các hệ thống phòng không và hỗ trợ quân sự khác vẫn chưa được thực hiện đầy đủ. Zelensky cáo buộc Putin muốn leo thang tình hình để Trump không thể chấm dứt chiến tranh. Nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin muốn leo thang chiến tranh để ông Donald Trump không thể chấm dứt cuộc chiến toàn diện, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết vào ngày 28 tháng 11 Bình luận được đưa ra để đáp trả việc ông Putin đe dọa nhắm mục tiêu vào các trung tâm ra quyết định ở Kyiv và các cơ sở quân sự của Ukraine bằng Oresnik, tên lửa đạn đạo tầm trung IRBM mới của Nga. Putin đang nhắm đến việc phá vỡ những nỗ lực của Tổng thống Trump chắc chắn sẽ diễn ra sau lễ nhậm chức của ông ấy, ông Zelensky cho biết trong bài phát biểu buổi tối của mình qua video trực tuyến. Putin muốn leo thang tình hình ngay bây giờ để Tổng thống Trump không thể chấm dứt chiến tranh. Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO ở Astana, Kazakhstan vào đầu ngày 28 tháng 11, ông Putin cho biết giới lãnh đạo quân sự Nga hiện đang chọn mục tiêu ở Ukraine để tấn công họ bằng Oresnik. Nhà lãnh đạo chính quyền Kyiv gọi tuyên bố từ ông Putin là áp lực buộc ông Trump phải chấp nhận các điều khoản của Nga. Tại diễn biến khác có liên quan, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Heorhi Tiki cho biết vào ngày 28 tháng 11 rằng, ký duy trì cuộc đối thoại tốt với tướng Hoa Kỳ đã nghỉ hưu Keith Kellogg, người được ông Trump đề cử vào vị trí đặc phái viên hòa bình giải quyết cuộc chiến Nga-Ukraine. Keith Kellogg không phải là người mới đối với Ukraine. Đại sứ quán Ukraine tại Hoa Kỳ đã duy trì mối quan hệ chặt chẽ với ông, đặc biệt là trong khuôn khổ ngoại giao chuyên gia trong những năm gần đây, và đã phát triển và duy trì cuộc đối thoại tốt với ông trong thời gian này, ông Tiki nói với các nhà báo tại Kyiv. Ngày 27 tháng 11, Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump thông báo đã chọn ông Kellogg làm đặc phái viên Hòa bình Ukraine, đề xuất ông là người có khả năng lãnh đạo các cuộc đàm phán chấm dứt cuộc chiến toàn diện của Nga. Ông Thị kỳ cho biết, Kyiv hoan nghênh việc đề cử này. Vào tháng 6, hãng thông tấn Reuters đưa tin rằng ông Kellogg và một cố vấn hàng đầu khác của ông Trump là Frederick X. Place đã đề xuất kế hoạch sẽ ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine trừ khi nước này đồng ý tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình với Nga. Cả hai cũng đã đề xuất đóng băng chiến tuyến ở vị trí hiện tại và loại bỏ việc thảo luận Ukraine gia nhập NATO. Tuy nhiên, ông Kellogg cũng kêu gọi gây sức ép với lãnh đạo Nga Putin để ngồi vào bàn đàm phán bằng cách đe dọa xóa bỏ mọi hạn chế đối với việc Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa. Lệnh ngừng bắn có thể mở ra hai kịch bản về tương lai của Ukraine. Tạp chí The Economist ngày 28 tháng 11 viết rằng, mối lo ngại lớn nhất liên quan đến nỗ lực của ông Trump trong việc chấm dứt cuộc chiến của Nga với Ukraine là khả năng ông có thể áp đặt một thỏa thuận thảm khốc đối với Kyiv. Trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Trump đã cam kết ưu tiên các lợi ích trong nước của Hoa Kỳ và nhanh chóng chấm dứt chiến tranh, có khả năng gây tổn hại đến toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ sẽ khiến Nga bắt đầu đàm phán hòa bình với Kyiv như thế nào. Nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin đã tuyên bố sẵn sàng đóng băng chiến tuyến, mặc dù hiện tại Moscow chỉ kiểm soát 70-80% trong số 4 khu vực của Ukraine mà nước này tuyên bố sắp nhập nếu ông Trump ủng hộ việc Ukraine từ bỏ nỗ lực gia nhập NATO và dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Nga, thì Putin sẽ đạt được hầu hết các mục tiêu quân sự của mình, trong khi Kyiv sẽ phải chịu thất bại thảm hại. Hơn nữa, Tổng thống Nga sẽ không tôn trọng một tờ thỏa thuận. Ông ta hy vọng rằng Ukraine sau chiến tranh sẽ rơi vào tay mình. Nếu không, ông có thể chiếm thêm lãnh thổ bằng vũ lực, tạp chí The Economist viết. Theo tạp chí của Anh, việc đầu hàng Putin sẽ là một thất bại công khai cho cả Mỹ và Trump. Thất bại này sẽ lan sang châu Á, khiến các đối thủ của Mỹ trở nên táo bạo hơn, khiến các đồng minh của nước này mất lòng tin và thay vào đó là lấy lòng Trung Quốc. Nhà phân tích của The Economist cho rằng, Trump nên đàm phán một thỏa thuận đảm bảo an ninh cho Ukraine trong ít nhất 4 năm nhiệm kỳ của ông. Trong thời gian đó, Ukraine có thể đạt được tiến bộ đáng kể, ông Trump có đồng bẫy đối với Nga nếu ông muốn sử dụng nó, vì ông ấy là người khó đoán. Ông ấy có thể đe dọa sẽ tham gia toàn diện với Ukraine bằng cách gửi cho nước này nhiều vũ khí sát thương hơn, và Putin sẽ phải coi trọng Trump. Tuy nhiên, theo trang tạp chí Anh, việc khôi phục lại biên giới năm 1991 của Ukraine vẫn là một giấc mơ không thể đạt được. Mặc dù Ukraine có quyền về mặt đạo đức và pháp lý đối với toàn bộ lãnh thổ của mình, nhưng họ lại không có đủ binh lính, vũ khí và đạn dược để giành lại lãnh thổ, do đó, mục tiêu chính là bảo đảm Ukraine phát triển mạnh mẽ trên lãnh thổ mà họ hiện đang kiểm soát. Nhà phân tích của The Economist viết rằng, cách tốt nhất để bảo vệ Ukraine là nước này sẽ trở thành thành viên NATO, nó cũng sẽ được quân đội và ngành công nghiệp quốc phòng lớn nhất, sáng tạo nhất và dày dặn kinh nghiệm nhất của châu Âu vào liên minh điều mà ông Trump có thể hoàn nghênh vì NATO khi đó sẽ cần ít quân Mỹ bảo vệ hơn. Việc Ukraine trở thành thành viên NATO sẽ cần sự chấp thuận nhất trí của tất cả 32 thành viên, bao gồm Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ, những nước trước đây đã trì hoãn việc gia nhập của Thụy Điển và Phần Lan. Một lệnh ngừng bắn sẽ mở ra hai kịch bản, cạnh tranh cho tương lai của Ukraine. Putin hy vọng sẽ được hưởng lợi, Ukraine sẽ mục nát, Nga sẽ tái vũ trang và sự quan tâm của phương Tây trong việc hỗ trợ kỳ yếp sẽ suy yếu. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của phương Tây, Ukraine có thể sử dụng thời gian tạm dừng này để xây dựng lại nền kinh tế, cải cách hệ thống chính trị và ngăn chặn sự xâm lược của Nga. Nhiệm vụ là bảo đảm rằng tâm nhìn này chiếm ưu thế so với phương án thay thế ám đạm của nó, The Economist viết. Cựu giám đốc tình báo Anh nhận định, châu Âu đang trong cuộc chiến thực sự với Nga. Châu Âu hiện không ở trong tình trạng tiền chiến mà đang trong một cuộc chiến thực sự với Nga. Cựu giám đốc cơ quan tình báo Anh, MI6, Richard Dearlove nói với trang tin Sky News vào ngày 27 tháng 11: "Tôi nghĩ chúng ta phải đối mặt với thực tế là người Nga nghĩ rằng họ đang trong tình trạng chiến tranh với chúng ta." Ông Dearlove cho hay Bình luận được đưa ra vài ngày sau khi Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cảnh báo rằng cuộc chiến toàn diện của Nga ở Ukraine có nguy cơ leo thang thành một cuộc xung đột toàn cầu. Theo ông Dielos, cuộc xung đột đã lan rộng ra ngoài biên giới Ukraine. Donald Tusk đã gọi đó là tình hình tiền chiến. Tôi nghĩ ông ấy đã sai. Tôi nghĩ đó là một cuộc chiến thực sự. Ông Dielos cho biết, Nga đang tiến hành một cuộc chiến tranh hỗn hợp chống lại châu Âu trong nhiều lĩnh vực bao gồm các hành vi phá hoại và một số động thái rất hung hăng. Ông nói thêm rằng, các giám đốc cơ quan tình báo ở châu Âu, Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đã mô tả, Nga đang trở nên hung dữ. Nhiều cơ quan của Nga đã bị cáo buộc, dính líu đến các nỗ lực phá hoại trên khắp châu Âu, bao gồm các cuộc tấn công mạng, gián điệp và can thiệp bầu cử. Kể từ khi gia nhập NATO vào năm 2023, Phần Lan đã phàn nàn về việc gia tăng các cuộc tấn công hỗn hợp từ biên giới Nga. Khi sự hung hăng của Nga gia tăng, Liên minh phương Tây có thể phải đối mặt với sự chia rẽ vì lễ nhậm chức sắp tới của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump báo hiệu thay đổi trong sự ủng hộ của Washington đối với châu Âu, NATO và Ukraine. Các quốc gia phương Tây hiện đang ở trong một tình huống rất nguy hiểm, ông Dielov nhận định. Mặc dù cho rằng phương Tây nên tham gia các cuộc đàm phán với Điện Kremlin, nhưng ông cũng cảnh báo Tổng thống Nga Vladimir Putin không có khả năng hợp tác. Biden khuyên Trump nên nghĩ lại về chính sách thuế quan. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 28 tháng 11 nói, ông hy vọng tổng thống đắc cử Trump sẽ xem xét lại một số kế hoạch thuế quan của mình. Tôi hy vọng ông ấy sẽ xem xét lại, tôi nghĩ rằng đó là một việc phản tác dụng. Tổng thống Biden phát biểu tại Nantucket Mass khi thảo luận về các kế hoạch thuế quan đối với Canada và Mexico do tổng thống mới lập ra. Chúng ta được bao quanh bởi Thái Bình Dương, Đại Tây Dương và hai đồng minh là Mexico và Canada. Điều chúng ta chắc chắn không muốn xảy ra là đảo lộn các mối quan hệ đồng minh này, ông Biden nói thêm. Ngày 25 tháng 11, Tổng thống đắc cử Trump cho biết, vào đầu nhiệm kỳ mới của mình, ông sẽ ban hành một xác lệnh hành pháp áp đặt mức thuế quan mới đối với hàng hóa của Trung Quốc, Canada và Mexico. Cụ thể, trong bài đăng trên mạng xã hội Chososo, ông thông báo sẽ áp mức thuế quan 25% đối với hàng hóa của Canada và Mexico, đồng thời tăng thêm 10% thuế quan lên hàng hóa của Trung Quốc. Theo ông Trump, mục đích của việc này là để gây sức ép buộc các nước tăng cường nỗ lực bảo vệ an ninh biên giới và chống xuất khẩu fentanyl sang Hoa Kỳ. Phản hồi về thông tin trên, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã cảnh báo sẽ đáp trả Bà nói rằng một mức thuế quan mới sẽ được áp dụng sau khi một mức thuế quan được đưa ra và cứ như vậy sẽ gây nguy hiểm cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, ông Trump và bà Sanbao gần đây cũng đã có một cuộc điện đàm mà Tổng thống đắc cử Mỹ cho biết là rất hiệu quả. Ông cho biết Tổng thống Mexico đã đồng ý ngăn chặn dòng người di cư qua Mexico vào Hoa Kỳ. Còn Tổng thống Mexico nói rằng đã vạch ra chiến lược để ứng phó người di cư trước khi họ đến biên giới với Mỹ. Thủ tướng Canada Justin Trudeau kêu gọi chính phủ liên bang và thủ hiến 10 bang của nước này đoàn kết phối hợp tìm cách ứng phó. Trong khi đó, phía Trung Quốc phản đối kế hoạch tăng thuế của ông Trump. Lập trường của Trung Quốc chống lại việc tăng thuế đơn phương là nhất quán. Ông Hạ A Đông, người phát ngôn của Bộ Thương mại Trung Quốc, phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ vào thứ năm ngày 28 tháng 11. Việc áp thuế quan tùy tiện đối với các đối tác thương mại sẽ không giải quyết được các vấn đề của riêng nước Mỹ. Cảnh sát Brazil triệt phá đường dây rửa tiền của tội phạm Trung Quốc Cảnh sát liên bang Brazil hôm thứ Ba đã phát động một chiến dịch mang tên Taipan nhắm vào một tổ chức tội phạm Trung Quốc bị cáo buộc trốn thuế và rửa tiền liên quan đến gần 1 tỷ đô la trong 5 năm qua, với Trung Quốc là điểm đến chính cho các giao dịch bất hợp pháp này. Cuộc điều tra bắt đầu vào năm 2022 đã đưa ra bằng chứng về sự tham gia của các nhóm tội phạm có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp như buôn bán ma túy, buôn bán vũ khí và buôn lậu. Theo cảnh sát liên bang, mục tiêu chính của hệ thống tội phạm là chuyển dòng tiền liên tục đến Trung Quốc, nhưng nó cũng phục vụ những người muốn che giấu vốn, rửa tiền, gửi hoặc là nhận ngoại hối. Vụ án đã vạch trần một hệ thống ngân hàng song song và bất hợp pháp. Chuyển hàng tỷ đô la không chỉ trong phạm vi Brazil mà còn ở Hoa Kỳ, Canada, Panama, Argentina, Bolivia, Colombia, Paraguay, Peru, Hà Lan, Anh, Ý, Thổ Nhĩ Kỳ, Dubai, đặc biệt là Hồng Kông và Trung Quốc. Hàng chục người có liên quan đến vụ án, bao gồm cả người Brazil và người nước ngoài giữ nhiều chức vụ khác nhau, chẳng hạn như sĩ quan quân đội và cảnh sát dân sự, giám đốc ngân hàng và kế toán. Các cuộc điều tra cho thấy, các nghi phạm cũng như các cá nhân và công ty liên quan đến vụ án đã chuyển khoảng 20 tỷ đô la trong những năm gần đây. Ngoài 16 lệnh bắt giữ phòng ngừa và 41 lệnh khám xét thu giữ, tòa án liên bang Brazil đã ra lệnh phong tỏa tài sản của hơn 200 công ty, ước tính khoảng 1,7 tỷ đô. Hình ảnh vệ tinh cho thấy, tàu bè Trung Quốc tập trung gần đảo tranh chấp với Philippines. Hình ảnh vệ tinh mà Reuters thu được vào hôm thứ năm ngày 28 tháng 11 cho thấy sự tập trung của các tàu dân sự Trung Quốc gần đảo Thị Tứ đang tranh chấp tiền đồn quan trọng của Manila ở biển Đông, nhưng một sĩ quan hải quân cấp cao của Philippines cho biết điều này không đáng lo ngại. Một trong những hình ảnh do Maxar Technology chụp vào hôm thứ hai cho thấy khoảng 60 tàu, một số cách đảo thị tứ hai hải lý, một hòn đảo quan trọng chiến lược mà Manila dùng để theo dõi tàu thuyền và máy bay Trung Quốc. Phó đô đốc Alfonso Torres, chỉ huy của Bộ Tư lệnh phía Tây của Philippines cho biết, các tàu dân quân biển thường tụ tập ở khu vực này. Các quan chức quốc tế cho biết, các tàu như vậy hợp tác với hải cảnh và hải quân của Trung Quốc để tăng cường sự hiện diện của Bắc Kinh tại vùng biển tranh chấp. Chuẩn đô đốc Roy Trinidad, người phát ngôn của Hải quân Philippines tại Biển Đông cho biết, các tàu dân quân biển thường xuyên xuất hiện ở khu vực này, nói thêm rằng Manila biết về các tàu này mà ông gọi là sự hiện diện bất hợp pháp nhưng không cần phải báo động. Đó không phải là lý do để lo ngại, Trinidad nói. Chúng tôi không cần phải đọc mọi hành động và phản ứng với điều đó. Điều quan trọng đối với chúng tôi là duy trì tư thế của mình. Các công cụ theo dõi tàu trực tuyến cho thấy nhiều tàu trong ảnh vệ tinh là tàu cá được đăng ký tại Trung Quốc. Cập nhật trưa nay đến đây cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Một lần nữa, Hằng Lâm xin chúc quý vị buổi trưa vui vẻ. Còn bây giờ, Hằng Lâm vào quân sự mở. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.